công ty cổ phần Avac Việt Nam, chuyên gia vaccine cho vật nuôi. Dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục gia tăng mạnh và gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, ưu tiên khẩn trương tổ chức tiêm vaccine cho đàn lợn. Vaccine Avac ASF Line do công ty cổ phần Avac Việt Nam sản xuất chính là giải pháp hiệu quả phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hộp vaccine bao gồm lọ vaccine Avac ASF Line, kèm theo lọ dung dịch pha đặc biệt giúp tăng cường sức đề kháng. Hiện tại vaccine Avac ASF Line có 3 quy cách đóng gói. Vaccine Avac ASF Line lọ 10 liều. Vaccine Avac ASF Line lọ 25 liều. Vaccine Avac ASF Line lọ 50 liều. Trên mỗi lọ vaccine đều có số liều, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng được in trên bao bì để khách hàng có thể yên tâm hơn trong việc sử dụng. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, khách hàng chỉ cần quét mã QR code trên nắp lọ vaccine sẽ ra hệ thống xác thực hàng chính hãng giúp truy xuất nguồn gốc và thông tin sản phẩm. Sau đây, công ty cổ phần Avac Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình sử dụng vaccine Avac ASF Line cho đàn lợn. Tình trạng sức khỏe của lợn có ảnh hưởng tới hiệu lực của vaccine, vì vậy quý khách cần kiểm tra lâm sàng sức khỏe đàn lợn trước khi tiêm. Chỉ tiêm cho đàn lợn khỏe mạnh, không ốm, sốt, bỏ ăn. Quý khách cần sử dụng vaccine theo đúng chỉ định của nhà sản xuất. Trước khi sử dụng vaccine, quý khách kiểm tra những đặc điểm sau. Thông tin trên nhãn, tên vaccine Avac ASF Line, quy cách lọ 10 liều, lọ 25 liều, lọ 50 liều, số lô, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, điều kiện bảo quản từ 2 đến 8 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Trước khi pha vaccine và tiêm, dụng cụ tiêm phòng như bơm và kim tiêm phải đảm bảo tiệt trùng bằng cách đun sôi để nguội. Sát trùng bằng cồn 70 độ đối với tay người thực hiện tiêm. Cố gắng mỗi con lợn chỉ nên dùng riêng một mũi kim tiêm hoặc mỗi ô chuồng mỗi kim để tránh lây nhiễm chéo mầm bệnh nếu có giữa các cá thể với nhau hoặc giữa các đàn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ vaccine và dụng cụ tiêm, quý khách tiến hành pha vaccine đông khô với dung dịch pha kèm theo hướng dẫn sử dụng của công ty. Tuyệt đối không pha với các dung dịch khác. Đầu tiên, quý khách tháo bỏ nắp lọ vaccine Avac ASF Line và lọ nước pha. Lấy từ 2 đến 5ml dung dịch từ lọ nước pha. Bơm dung dịch pha tiêm vào lọ vaccine đông khô. Sau đó, quý khách lắc đều đến khi tan hoàn toàn viên vaccine đông khô. Sau khi hòa tan viên vaccine, quý khách tiến hành rút vaccine đã hòa tan vào xi lanh. Sau đó, quý khách bơm vaccine từ xi lanh vào lọ nước pha. Rồi tiến hành lắc đều lọ nước pha đã có vaccine Avac ASF Line. Cuối cùng tiến hành tiêm vaccine đã được pha. Vị trí tiêm, tiêm bắp cổ, vị trí sau gốc tai úp tai lại. Diện tích đó là vùng tiêm, cách gốc tai từ 1 đến 2cm. Liều tiêm, tiêm một liều vaccine duy nhất với 2ml cho mỗi lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên. Sau khi dùng vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi cho lợn, tất cả vaccine thừa cần tập trung lại và tiêu hủy bằng nhiệt độ cao hoặc chất sát trùng. Các dụng cụ tiêm vaccine phải rửa sạch và tiệt trùng ngay. Đồng thời, chuồng trại cũng cần được khử trùng sạch sẽ. Theo dõi sức khỏe vật nuôi sau tiêm 10 đến 20 phút.
khi sử dụng vaccine Avac ASF Lite, quý khách cần chú ý đến những điều sau. Chỉ sử dụng cho lợn thịt khỏe mạnh. Tiêm một mũi duy nhất cho lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên. Thời gian miễn dịch kéo dài trên 5 tháng. Vaccine đã pha phải sử dụng ngay trong vòng 2 giờ, không dùng lọ vaccine đã bị rạn nứt, biến màu và hết hạn. Pha vaccine đông khô với dung dịch pha kèm theo của công ty, tuyệt đối không pha với các dung dịch khác. Phản hồi của khách hàng là nguồn thông tin vô cùng quý giá cho công ty và các khách hàng khác. Xin mời quý khách nghe đánh giá phản hồi của những khách hàng sau khi sử dụng vaccine Avac ASF Lite. Vaccine dịch tả lợn châu Phi do công ty Avac sản xuất đã được tiêm phòng thử nghiệm trên diện hẹp tại tỉnh Bắc Giang tại 5 hộ, 5 trang trại chăn nuôi của tỉnh Bắc Giang, và số lượng tiêm là gần 1.000 con. Qua cái quá trình tiêm và sử dụng cái vaccine này, và hai là cái vấn đề lấy mẫu kiểm tra hiệu gia kháng thể, và hai là kiểm tra cái quá trình bài trừ virus trên địa bàn, thì tôi thấy rằng cái vaccine của dịch tả lợn châu Phi trên của Avac sản xuất đã mang lại hiệu quả rất lớn. Tất cả các cái đàn lợn mà được tiêm phòng trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang, khi mà có kiểm tra cái hiệu giá kháng thể thì có hiệu giá kháng thể rất cao, đặc biệt có những đàn hiệu giá kháng thể lên đến 100%. Về cái hiệu quả sau khi tiêm thì đợt đấy mình có tiêm cái đàn đấy 400 con, là 300 con là của tuần tuổi là 9 tuần tuổi, 100 con kia là tuần tuổi 11. Thì sau từ lúc mà bắt đầu tiêm cho đến quá trình mà tiêm đến xuất đàn, xuất bán thì mình thấy là vaccine nó đáp ứng miễn dịch cũng rất tốt. Đợt đấy áp lực mầm bệnh ở bên ngoài cũng cao, và chuồng nhà mình nó cũng gần ở cái khu bên ngoài, nhưng mà nói chung là cũng may mắn là đàn ở đấy nó cũng không có xuất hiện cái dịch tả trong trại. Số lượng mình tiêm vaccine dịch tả châu Phi của Avac là 100 con, và lúc giai đoạn đấy là 9 tuần tuổi. Từ lúc tiêm đến lúc xuất chuồng thì mình cảm nhận là quá trình lợn đến lúc xuất bán là không gặp vấn đề gì. Lợn khỏe mạnh bình thường, nhất là vấn đề dịch tả châu Phi là không có hiện tượng, và mình đánh giá là vaccine là rất hiệu quả. Tôi đánh giá là như trang trại nhà tôi là được bảo hộ 100%, chưa thấy biểu hiện một con nào bị tái lại. Và khách hàng nhà mình thì tôi đã tiêm khoảng độ cho khách hàng nhà mình khoảng 3.000 con, cũng chưa thấy một người nào báo cáo là bị dở lại. Đấy. Mà lợn mẹ thì tôi đã tiêm, thì tôi đấy tất cả là trong trại nhà mình sinh sản vẫn đạt hiệu quả cực kỳ cao, chưa thấy nó giảm sút một tí nào so với bình thường. Đấy, nhưng mà theo quy trình tiêm thì là phải từ 14 đến 20 ngày lợn mẹ, chứ không nên tiêm muộn quá là sẽ ảnh hưởng đến sinh sản. Nếu không có bảo hộ con nái thì lấy đâu ra lợn thịt để mà nuôi. Cho nên tôi vẫn cứ đánh liều là tôi tiêm. Mình thấy hiệu quả rất là an toàn cao. Cho nên mình cứ khuyến cáo kể cả khách hàng nhà mình cũng tiêm lợn nái, chứ không phải là không tiêm. Tôi đã nhân rộng tất cả các khách hàng nhà mình trong cái mô hình là tất cả khách hàng nhà mình cũng đã theo mình tiêm. Cho đến ngày hôm nay thì cũng chưa thấy một khách hàng nào báo cáo là lợn bị hay là không bị. Tức là vẫn là an toàn tuyệt đối luôn. Sinh sản rồi là tốc độ lớn, không ảnh hưởng gì. Đàn lợn bây giờ hơn 80 con. Năm nay thế nghe tin có vaccine dịch tả lợn châu Phi, tôi quyết định tiêm. Đàn lớn thì tiêm được, đầu tiên tiêm thử đàn lớn thì được hơn 2 tháng rồi thì chưa thấy vấn đề gì. Sau lại tiêm đàn con cũng được qua 14 ngày rồi, vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, ăn uống bình thường. Sống còn là chỉ có tiêm vaccine tả châu Phi thì mới chống được, còn không làm nào chống được. Tôi viết lên thành một cái lịch trình tiêm cho bà con, xong tôi gửi vào Zalo cho bà con. Khi bà con thấy là làm theo như tôi là quá hiệu quả thì bà con cứ thế theo thôi. Nhưng ngày hôm nay chưa thấy một người nào đã thông báo là bị nhà tôi bị châu Phi, chưa có. Ở trên ông thể ông ấy làm vaccine từ có lâu rồi, tôi thấy hiệu quả tôi cũng làm. Cứ có bao nhiêu người tiêm là tôi thấy nó đều an toàn cả. Qua kết quả mà giám sát lâm sàng á thì thấy là vaccine này rất là an toàn, hiệu quả, không ảnh hưởng đến cái khả năng tăng trọng cũng như là cái sự tiêu tốn thức ăn của đàn heo được tiêm phòng. Và nơi tiêm là cũng không có cái phản ứng như là sưng nóng đỏ đau xảy ra, và đặc biệt là đàn heo là phát triển là bình thường,
đảm bảo điều trong cái đàn heo. Song song bên đó thì giám sát chuyên sâu hơn nữa, thì chúng tôi sau 28 ngày tiêm phòng chúng tôi đã tổ chức lấy mẫu gửi cho cơ quan có thẩm quyền để đánh giá lại mức độ bảo hộ vaccine đối với đàn heo được tiêm như thế nào. Thì qua kết quả xét nghiệm thì cho thấy là đã đáp ứng kháng thể sau khi tiêm phòng là đạt 100%. Đồng thời chúng tôi cũng đã tiến hành là khảo nghiệm cái giám sát cái trường hợp mà bài thải virus ra môi trường xung quanh sau khi tiêm phòng, thì kết quả cũng cho thấy là không có sự bài thải virus ra môi trường bên ngoài. Do đó là kết thúc lại là chúng ta cũng thấy được là cái vaccine này sau khi được sản xuất, được lưu hành và khảo nghiệm tại thực địa ở Bến Tre thì thấy rất là tốt. Tháng 9 vừa rồi tôi có chích vaccine của công ty Avac phòng bệnh dịch tả châu Phi. Nhưng nay là được 4 tháng rồi, thấy nó cũng có hiệu quả đi. Hiệu quả đàn heo khỏe mạnh, tốt đẹp. Rồi nên bà con, nên khuyến cáo bà con nên hãy chích thuốc vaccine để phòng dịch tả châu Phi. Rồi tôi có bắt 100 con heo để nuôi. Rồi trong quá trình nuôi tôi có chích ngừa dịch tả heo châu Phi của công ty Avac. Sau khi tiêm thì tôi thấy nó an toàn. Nuôi thì nó ăn bình thường cho tới ra bán nó không có bệnh hoạn gì hết, không có tốn tiền thuốc. Sau khi xuất chuồng bán mỗi con là chắc cũng được 1 triệu à. Mà có bắt nữa thì cũng chích ngừa tiếp. Tại chích thấy an toàn lắm. Thấy vòng vòng heo tao có bệnh heo này thấy em re, không có sao. Ăn bình thường không gì hết. Để chủ động trong cái công tác phòng chống dịch bệnh thì chúng ta nên tổ chức tiêm phòng vaccine phòng các cái loại dịch bệnh nguy hiểm nói chung, như lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục trâu bò, cúm gia cầm vân vân, và đặc biệt là tiêm phòng cái vaccine dịch tả heo châu Phi ở trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết. Bởi vì như chúng ta biết là đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm nói chung, dịch tả heo châu Phi nói riêng, thì chỉ có tiêm phòng mới là giải pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Thì hiện nay đó, tỉnh Trà Vinh của chúng ta cũng đang tổ chức tiêm phòng cái vaccine dịch tả heo châu Phi của công ty cổ phần Avac Việt Nam, hay gọi tắt là công ty Avac ấy. Thì cái vaccine này thì cũng xin nói rõ để bà con chăn nuôi hiểu là chúng ta là đã tổ chức tiêm thực địa trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 2023. Thì trên cái tổng đàn là khoảng 2.000 con. Thì sau tiêm phòng thì chi cục cũng đã tổ chức lấy mẫu huyết thanh để giám sát sau tiêm phòng. Thì cái kết quả mà cái kháng thể có cái tỷ lệ bảo hộ tương đối cao là khoảng 95%. Thì cũng xin nói rõ thêm là đối với cái vaccine mà dịch tả châu Phi của công ty Avac là đã được Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định cho thương mại hóa. Có nghĩa rằng là cái vaccine này là được lưu thông tự do trên toàn quốc. Một điều lưu ý, bà con lưu ý khi mà tiêm phòng vaccine dịch tả heo châu Phi đó, là chỉ tiêm duy nhất một liều cho đàn heo thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên. Thì như mùa lạnh là thường thường em thả vô cỡ em đi tháng 10, tháng 11 gần Tết này là dính mỗi năm luôn đó. Tính ra là dính kiền 4 năm kiền luôn á. Em tính treo chuồng vụ này rồi, em tính bán xong hết cái đợt tháng nắng đó là xong rồi, tháng này tiết trời lạnh là em bỏ. Nhưng mà em nghe nói có thuốc ngừa đó, thành ra em mới vô lại rồi chích ngừa thử một năm nay coi sao. Thì bây giờ mình chích thì mình nuôi thấy nó hiệu quả đó. Bao nhiêu chích, bao nhiêu con thì mình nuôi nó cũng đủ bao nhiêu con vậy đó. Thì giờ em chích thì đợt này là 3 mấy con thì em nuôi em thấy nó hiệu quả. Thành ra bây giờ mình lấy thuốc mình chích tiếp. Em mới bắt 8 con đó chị, nhưng mà giờ đang kiếm heo đặng mình thả vô tiếp. Tôi tên là Phạm Ngọc Phương, là chủ trại heo thôn Quang Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Vừa qua vào ngày 5 tháng 12 2023, tôi đã tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi của công ty Avac cho đàn lợn của tôi 110 con. Nay đã hơn một tháng dưới sự xem xét của chi cục thú y. Tôi rất hài lòng vì vaccine rất an toàn, không phản ứng phụ trước khi tiêm và đàn lợn sinh trưởng tốt.
không sợ ảnh hưởng của dịch bệnh tại châu Phi, nên tôi rất an tâm ở đờ tái đen. Công ty cổ phần AVAC Việt Nam xin trân trọng cảm ơn.